Hi, chào mọi người quay lại với tựa game Planet Zombie 2. Hôm nay thì chúng ta lại chơi tiếp tựa game này ở chế độ Benny Pursuit nha các bạn. Hiện tại thì cái phần chơi này nó đã chuyển sang một cái phần mới nữa các bạn, đó chính là Spiral Motion. Ở cái lần chơi này thì chúng ta sẽ có được những cái Exit Basket của cây Bomberani, mình tạm dịch là cây bơm lụ các bạn. Chúng ta có 5 level và 7 ngày để hoàn thành những cái level này và đồng thời chiến đấu với Zombot luôn các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chiến đấu ở cái level 1, một chớp, hai chớp, và level 2 một chớp các bạn. Rồi, chúng ta chiến thôi các bạn ơi. Một chớp thì mình sẽ được 600 coin. Rồi, chiến luôn. Đó, chúng ta đừng để cho zombie vượt vào cái hàng bom này các bạn ơi. Mình sẽ được lệnh, mình chọn cái này đi, lợi thế về sân các bạn. Đó, mình đây là những cây mình chọn các bạn ơi. Rồi. Đây là cây bơm lụ của mình đây, đang ở level 4 các bạn. Cây này thì mình mua các bạn ơi, chứ không có mở khóa. Cây này mình mở khóa chứ không phải mình mua các bạn. Mình mở khóa, mình nhầm. Cái bơm lụ của mình chưa? Thổi nó. Bơm lụ nè. Mày hả? Nó chết hết rồi. Ôi còn nữa các bạn ơi. Ôi giờ mình chưa xong đâu. Còn ở đây một con nữa nè. Cho mày chết luôn. Mày hả? Rồi. Khá dễ dàng các bạn. Mình được 5 viên kim cương. Và mình được 5 viên thì mình sẽ quánh luôn level 2. Level 2 thì mình sẽ được 5 cái six pack của cây bơm lụ. Rồi, chiến luôn các bạn. Chúng ta phải cố gắng sống sót mới đợt tấn công của zombie và đừng để cho zombie vượt qua cái hàng bông các bạn ơi. Rồi, thôi mình chọn hai cái này đi các bạn. Rồi, chiến thôi các bạn ơi. Rồi, mình chọn cây nào đây. Rồi, mình sẽ sử dụng cây này các bạn. Rồi, chiến thôi. Mày hả? Mày hả? Ô, con nhân viên bà già.
May hả zombie bà già. Ôi nó vượt qua cái hàng bông rồi các bạn ơi. Uổng ghê. Không có bonus rồi. Đây một con nữa nè. Zombie bà già. Zombie bà già. Trời ơi. Nó vượt qua cái hàng bông rồi, uổng ghê. Bút. Rồi. À, được 5 cái six pack các bạn ơi. Dù gì cũng thắng rồi. Tiếp luôn. À, rồi, bây giờ chúng ta sẽ quánh ở level 2 một chớ các bạn. Rồi, chuyển thời cái này thì mình sẽ được 800 coin đây. Rồi. Và chúng ta sẽ cố gắng sống sót trong 3 phút các bạn. Và mình phải đánh bại 1000 điểm. À. Ở một chớ thì mình chọn một cái này thôi các bạn ơi. Ôi trời 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 trời, có cái con. Cái con này nó dai lắm các bạn. Nó cho mặc định mình là cái cây đậu phun lửa này các bạn. Mình sẽ chọn cây này, cây này, cây phun lửa luôn. Rồi, chiến luôn các bạn. Chiến thôi các bạn ơi. Mày hả? Cái bơm lụ của mình mặc dù level 4 rồi nhưng mà nó hồi khả năng hồi máu khá là lâu các bạn. Mày hả? Vô đây, vô đây. Vô đây. Mày hả? Huh?
Mày hả? Thêm cái điện ra nữa. Mày hả? Trồng thêm cái điện nữa các bạn. Lấn cái điện ra. Không có cơ hội vô luôn. Mày hả? Cái này mình ghi điểm có lẽ là hơi ít rồi. Đó, dù gì cũng thắng rồi các bạn. Rồi. À, và GPS của chúng ta chỉ còn một thôi các bạn ơi. Mình không đủ để mình tiếp. À, năng lượng các bạn chứ không phải là GPS. À, mình xin dừng clip ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip kế tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.